5 giờ sáng tại cảng cá Cửa Sót, huyện Lộc Hà. Rất nhiều tàu thuyền của ngư dân địa phương và ngoại tỉnh đã về cập cảng sau những ngày vươn khơi đánh bắt. Tại đây, hải sản tươi sống được vận chuyển lên bờ để bán cho các thương lái cũng như các du khách. Không khí mua bán diễn ra nhộn nhịp, tấp nập. Bên ngày lễ này là ngư dân bà đánh bắt được nhiều lắm. Tôi thấy là cá nhiều lắm, cả cảng đầy ắp cá luôn, toàn cá to thôi. Cảng dậy 3 giờ sáng dậy xuống cảng để lấy cá về bán cho bà con trên kia. Được biển đợt này bà con được nhiều lắm, trúng máy nhiều lắm. Chúng tôi đi làm cũng tầm 3-4 ngày cho về được khoảng tầm 5-6 tạ cá chứ họ, cũng đủ loại cá. Chứ cùng ra đi về bán xong cá rồi cùng các cái thước lại họ mua xong chứ cùng sắp xếp anh em cùng khẩn khởi thì tạo điều kiện ra khơi để bám biển thiệt. Tại vùng biển xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, nhiều ngư dân cũng gác lại những ngày lễ để ra khơi đánh bắt hải sản. Những ngày qua, thời tiết thuận lợi, người dân đánh bắt được nhiều loại hải sản có giá trị, bán được giá, nên bà con rất phấn khởi. Nhiều tàu thuyền thu về hàng triệu đồng sau mỗi chuyến đánh bắt. Mực thì so lông thì ghẹ thì nói chung cũng đầy đủ. Cái chủ lề mà dân cùng họ cũng đi đầy đủ để dùng hải sản cho du khách đó. Người dân đi cùng rất chỉ là vui mừng, nói chung cũng làm ăn được. Ngày này nói chung bà cũng được 2 tạ đến 2 tạ rưỡi rồi. Tiền ra tiền thì 3-4 triệu rồi. Hà Tĩnh hiện có hàng ngàn tàu thuyền tham gia khai thác hải sản. Việc ngư dân tăng cường bám biển, khai thác hải sản cung cấp cho thị trường, phục vụ mùa du lịch, không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định, mà còn quảng bá được những món hải sản, đặc sản tươi ngon của Hà Tĩnh đến cho du khách thập phương khi về tham quan, nghỉ dưỡng. Lượng tàu thuyền về cảng thì tương đối lớn và hàng hóa thì ngư dân đánh bắt được mua và sản phẩm thì phong phú, dễ tiêu thụ. Thì bán quần cảng cá cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bà con ngư dân ra khơi bám biển và tăng thu nhập, đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý tàu thuyền, giám sát sản lượng hàng hóa lên cảng và đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại cảng. Trong những ngày lễ, đánh bắt hải sản được mùa, nhu cầu tiêu thụ tăng cao đã tiếp thêm động lực để bà con ngư dân tiếp tục đầu tư vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế và góp phần bảo vệ biển đảo quê hương.